sáng chói vô cái màn hình á, em thấy được luôn. Vậy em ngồi chặt em mít mắt chịu không nổi. Điện chi? Thấy xem gì chắc lấy hoa chứ nghĩ ra. Thấy xem vậy hả? Ủa lấy cái chìa khóa đây. Chắc có chở về xôi. Chắc chở về phòng rồi anh mới qua chở. Ừ. Ở lại đây chơi nữa. Ừ. Đi về giùm ta cái này. Chị á. Tự nhiên mất bài mà kìa, đợi con gái có bao lâu đâu. Đợi con gái có bao lâu đâu, đâu có bồ đi kìa. Đâu có bồ mà. Chắc bên này có bồ rồi. Có cả người chơi vui kìa. Lộn như nít cái chơi còn có người á. Vui mẹ, chơi đó nó vui mà. Về chị Quỳnh Toàn chơi đi. Bữa mua cho chị mượn ngay nha. Mua anh ra tao mượn. Mơ đi không có đâu. Đi bằng nữa. Hồi xưa thì còn được quen đi. Đó là cha. Đồ giá lắm mày. Dạ hả? Chạy về nhà rồi đó. Tụi đâu người quần nữa chứ. Tụi đi. Gái mai không bắt tụi nó đâu chứ. Này anh đi anh ngồi anh đợi này nè. Nè. Anh đi anh ngồi anh đợi này. Đợi anh cứu này. Đợi anh vô. Mời vô xin. Mày sắp cái ngực mày vô cái tay tao đó mày. Cho hôm bữa mày thấy mày thua mày làm chưa? Mày hôm bữa mày chơi mày xứng bốn điểm mày làm khang, mày lại mày chấp tay mày lại rồi mày làm đủ trò. Mày đeo kính đeo đồ rồi mày làm bài chi mày cũng nói biết đó thôi.
Thôi bữa hôm trước tao không quay lại. Đi bay rồi chị cấm em về. Nó bén đúng không? Đúc luôn công tác luôn. Ủa nãy A8 thì em nghe xoáy tóc. Bây giờ hả? Hai sáng nữa. Ủa nãy đang làm em nghe dưới đây xoáy tóc nữa. Cái mấy người nó kêu chắc anh bay về. Có tiếng sấy tóc không ạ? Có mà. Trời nghe rõ rồi mà tiếng sấy tóc luôn. Còn mấy người nó lấy sữa đang lấy bịch để lại bịch hay là không biết cái để lại một bịch á. Quay nghe chứ. Chứ làm chi có chuyện lấy bịch để bịch này. Ừ. Cho tới nữa hả? Bữa cho đây với lòng mất cử quá. Cái cha đứng một mình cha, cái cha đợi chị Loan nè. Cái cha cùng đi qua đi lại miết cái chỗ cái hai cái đi đi nè. Cho mà cho đi nhiễm nè. Được. Nhưng mà cho đi nhiễm nè.